có xài cái mỹ phẩm nào không để giới thiệu cho người ta, mà chị là da chị hồi đó là rất là yếu, không có xài được gì hết trơn á, làm thì làm sao mà xài mỹ phẩm mà nó đẹp được như vậy đó. Cho nên là chị mới nói là chị đến BB Thanh Mai thì chị sử dụng dịch vụ VIP ở đây đó, mới có 4 buổi thôi mà thấy khác hẳn liền luôn. Em thấy không, bây giờ da chị nè nó đều màu lại rồi nè đó. Ở đây nè, hồi xưa lỗ chân lông rất là to, bây giờ là càng ngày nó càng se khít lại được, mình cảm nhận thấy được luôn đó. Rồi quầng thâm mắt cũng giảm bớt nè, rồi cái da mình nó khỏe. Chị có thể xài kem dưỡng ẩm, kem chống nắng ở nhà được luôn. Mỗi lần á là chị xức cái gì lên á là nó cũng bị mẩn đỏ ngứa hết cả mặt luôn, cho nên là bây giờ là chị tự cảm nhận được luôn á, sau liệu trình 4 ngày á là da mình nó khỏe hơn rất là nhiều luôn. Chỉ sau 3 buổi thôi mà mình đã cảm thấy da của mình khác rất là nhiều. Mình sờ lên mình cảm thấy mịn hơn và khỏe hơn. Khi ra ngoài nắng á, mình bôi kem chống nắng á, mình thấy không có còn đỏ ẩn như trước nữa và mình cảm thấy tự tin hơn. Trong quá trình làm cũng không hề đau, chỉ chăm chích nhẹ ở da của mình thôi. Ngờ luôn á, khi mà chị mới làm có 4 buổi thôi á, nhưng mà cái làn da của chị này, cái tia máu mà trước khi mà chị đến đây với bên em á thì nó rất là đỏ mà nó rất là mỏng, nhưng mà bây giờ nó cải thiện rất là nhiều luôn, chị cảm thấy nó rất là hài lòng và làn da bây giờ nó khỏe hẳn hơn. Anh chị bây giờ cảm thấy đều màu và kháng nhiều hơn, kháng hơn trước rất là nhiều. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.